Vài trăm triệu đồng cho một chiếc đồng hồ dành cho quý cô từ chất liệu vàng nguyên khối Au 750, từ hột xoàn kim cương tuyển chọn, từ mặt dial là khảm tay sợ cừ, và trong mặt đồng hồ lại có 7 viên kim cương xuất sắc lấp lánh được chạy qua chạy lại. Wow, một chiếc đồng hồ dành cho quý cô. Đây, Kỳ Lân trân trọng giới thiệu chiếc đồng hồ mang thương hiệu Chobat, một trong những thương hiệu về đồng hồ xa xỉ bậc nhất hiện nay từ đất nước Thụy Sĩ, một trong những thương hiệu tạo ra những chiếc đồng hồ sang giá trị từ chất liệu và từ tất cả những chi tiết tạo nên một chiếc đồng hồ đẳng cấp. Và mẫu đồng hồ này, size này là dành cho quý cô. Và cụ thể hôm nay chúng ta sẽ đi chi tiết về chiếc đồng hồ này. Toàn bộ thân vỏ của chiếc đồng hồ này được hãng chế tác từ vàng nguyên khối Au 750, và những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên đính trên bề mặt này là những viên xoàn hột xoàn tuyển chọn từng viên một với kích thước chuẩn, độ sạch, độ đẹp và thống nhất với nhau về độ hoàn thiện khi mà chỉnh chu từng viên đưa lên trên bề mặt của chiếc đồng hồ này. Và bên hông nút chỉnh giờ có một viên đá sapphire, đây là đặc trưng của hãng Chobat, đặc biệt là những dòng Happy Sport này. Và chiếc đồng hồ này hiện tại đang sử dụng dây màu trắng để đồng bộ với mặt khảm trai, và dây màu trắng này cũng có ánh bóng để phù hợp hài hòa với mặt khảm trai bên trong. Nếu như chúng ta không thích cái dây màu trắng này thì chúng ta có thể thay bất kỳ dây màu nào, bởi vì đây là thân vỏ máy bằng vàng hồng nên khi mình đeo với cái dây màu khác cũng sẽ rất là nổi. Trong mặt đồng hồ lại có 7 viên kim cương xuất sắc lấp lánh được chạy qua chạy lại và xoay xoắn xoay, và điều đó đã làm nên sự ấn tượng cho mọi người xung quanh khi nhìn người đeo trên chiếc đồng hồ này. Khi mà Kỳ Lân để nhẹ tay lên trên cái phần đệm của đồng hồ này, trên cái cục gối này, thì chúng ta sẽ thấy được có sự di chuyển của những viên kim cương trong bề mặt của mặt đồ này. Nó xoay xoay xoay. Kỳ Lân mô phỏng như vậy á để quý khách hình dung là khi mình đeo lên tay của mình thì di chuyển, dao động, thao tác tay khi mà làm việc thì những cái hột kim cương đó cũng sẽ xoay như vậy, và tần suất xoay sẽ mạnh hơn và nhiều hơn và lâu hơn khi mà Kỳ Lân gõ demo, bởi vì Kỳ Lân gõ demo đến đây là gõ nhẹ, còn khi mình đeo lên tay mình thao tác một cách tự nhiên nên là cái tốc độ cũng sẽ hoàn toàn khác nhau, nhanh chậm và thường xuyên thay đổi, cho nên những hột kim cương bên trong sẽ xoay xoay nhờ vào cái nền vàng mà gắn những viên kim cương đó vô, để không cho bị trầy cái mặt kính bên trong mà cũng như là không bị bó dính chụm lại những cái viên này với nhau, tạo thành một sự rung chuyển lắc xoay ở bên trong. Và điểm nhấn đó chính là đặc trưng của mẫu đồng hồ Chobat Happy Sport này.